đội Nga tịch thu nhiều vũ khí hiện đại của phương Tây viện trợ cho Ukraine. Những bí mật quân sự tỷ đô của vũ khí phương Tây bị khám phá. Nhưng đích đến của những bí mật này mới là điều lo lắng của phương Tây. Những bí mật tỷ đô của vũ khí phương Tây bị Nga khám phá. Người thứ ba xen giữa mối quan hệ Nga-Trung Quốc âm thầm tài trợ cho Moscow. Chào mừng quý vị đến với những thông tin mới nhất về tình hình chính trường thế giới 24 giờ qua trên kênh tin tức Việt. Bản tin của chúng tôi sẽ bắt đầu với những nội dung chính sau đây. Trên chiến trường Ukraine, một điều lo lắng đã xuất hiện đối với phương Tây khi cuộc phản công ồ ạt của quân đội Ukraine hơn một tháng qua nhưng không có kết quả mà còn khiến cho nhiều loại vũ khí tốt, niềm tự hào của các nước châu Âu và Mỹ đã trở thành chiến lợi phẩm của quân đội Nga. Những vũ khí phương Tây từng được coi là bất khả chiến bại trên thế giới hay vũ khí thay đổi cuộc chơi đã lần lượt bị đánh bại dưới tay người Nga. Điều rắc rối hơn nữa là tổng thống Nga Putin đã ban hành lệnh tiến hành nghiên cứu kỹ thuật đảo ngược hay sao chép đối với những vũ khí này và rất nhiều công nghệ nhạy cảm do các nước phương Tây làm chủ có thể trở nên rẻ mạt đối với Nga. Bộ Quốc phòng Nga gần đây thường xuyên đưa tin vui, chính Tổng thống Putin đã trở thành nhà bình luận quân sự và bày tỏ quan điểm của mình về động thái chiến trường. Nói về cách xử lý với những chiến lợi phẩm thu được, Tổng thống Putin cho rằng cả Nga và các nước phương Tây đều có vũ khí trang bị hiện đại, nếu có cơ hội nghiên cứu công nghệ quân sự của đối phương và phát hiện ra thứ gì đó có thể sử dụng cho mình thì tại sao lại không làm? Nếu suy nghĩ theo cách này, trong tương lai gần, một số dự án nghiên cứu và phát triển vũ khí trong ngành công nghiệp quốc phòng Nga có thể tạo ra những bước đột phá quan trọng. Thật trùng hợp vào thời điểm tổng thống Nga đưa ra tuyên bố trên, một đoạn video đã được lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội ở nhiều quốc gia, nội dung quay cảnh một số binh sĩ Nga đứng trước chiếc xe chiến đấu bộ binh M2 Bradley do Mỹ sản xuất bị bắt giữ và tổng thống Putin mỉm cười vì món quà tặng tuyệt vời mà phương Tây tặng miễn phí cho Nga. Những người chú ý đến tình hình trên chiến trường có thể nhận thấy rằng, kể từ khi quân đội Ukraine phát động một cuộc phản công, Mỹ và các cường quốc phương Tây khác đã tăng cường hỗ trợ cho Ukraine. Không chỉ các thiết bị hạng nặng như xe tăng chiến đấu chủ lực và xe chiến đấu bộ binh, mà một số vũ khí tầm xa cũng được chuyển giao cho quân đội Ukraine. Nhưng điều này cũng làm tăng đáng kể khả năng những vũ khí trên bị quân đội Nga thu giữ. Và như vậy cũng đồng nghĩa với việc những bí mật quân sự trị giá tỷ đô của phương Tây sẽ được giao miễn phí cho Nga. Trước đó, Nga đã thu hồi được một tên lửa hành trình tàng hình Storm Shadow gần như còn nguyên vẹn của Anh, được các bộ phận liên quan của Nga chuyển về để nghiên cứu. Trước đó, phương Tây đã từng phóng đại tính năng tiên tiến của tên lửa Storm Shadow, cho rằng Nga không có khả năng sản xuất các loại vũ khí tương tự. Vì vậy, những vũ khí châu Âu và Mỹ như vậy sẽ làm thay đổi cán cân trên chiến trường ngay lập tức. Và chính quyền Kiev càng tin tưởng vào những điều này để đánh bại quân đội Nga. Tuy nhiên thực tế là một phần đáng kể lô vũ khí này đã bị lực lượng không quân Nga phá hủy trước khi chúng có thể được vận chuyển tới tiền tuyến. Thậm chí cả xe tăng Leopard của Ukraine cũng còn bị phá hủy khi chưa kịp khai hỏa. Theo thống kê của truyền thông Mỹ, trong hai tuần đầu tiên trước khi quân đội Ukraine mở cuộc phản công, 20% số vũ khí được đưa vào chiến trường đã bị thu giữ hoặc phá hủy. Trong đó có nhiều loại đã bị thất lạc do các cuộc không kích của quân Nga trong quá trình vận chuyển tới chiến trường. Không khó để nhận thấy rằng bất kể tình hình chiến trường thay đổi như thế nào, Nga đã có được nhiều loại vũ khí tiên tiến của phương Tây ở các giai đoạn khác nhau. Ngoài những thứ trên, quân đội Nga còn có tên lửa phòng không Stinger và tên lửa chống tăng Javelin quen thuộc với ngành công nghiệp quân sự, cũng như vũ khí hạng nặng như pháo tự hành bánh hơi Kesa của Pháp, lựu pháo xe kéo siêu nhẹ M777 của Mỹ. Không hoa khi nói rằng chỉ cần Moscow sẵn lòng, hiện tại họ có thể tổ chức triển lãm thiết bị tiêu chuẩn phương Tây. Điều này có thể khiến nhiều nước châu Âu và Mỹ phải xấu hổ. Tuy nhiên, vấn đề quan trọng nhất là Nga sẽ tháo dỡ và nghiên cứu những thiết bị nhạy cảm này, tìm ra những công nghệ then chốt và điểm yếu của chúng, thậm chí bắt trước một số sản phẩm hoặc phát triển các biện pháp đối phó. Vậy câu hỏi đặt ra là liệu một số quốc gia có mối quan hệ tốt đẹp với Nga như Trung Quốc, Iran có giành được cổ phần nào từ Nga hay không? Đang là vấn đề đáng suy nghĩ, cân nhắc và cũng là điều phương Tây lo lắng nhất xét rằng nga đang phải đối mặt với tình hình ngoại giao quốc tế cực kỳ tồi tệ moscow phải hy vọng nhận được nhiều sự hỗ trợ từ bên ngoài hơn do đó khả năng chia sẻ một số chiến lợi phẩm và công nghệ liên quan với thế giới bên ngoài không phải là không có theo hãng tin CNN của Mỹ, vào năm 2022, Mỹ, NATO và các quan chức phương Tây khác đã chứng kiến một số trường hợp quân đội Nga tịch thu một số vũ khí vác vai như tên lửa chống tăng Javelin và hệ thống phòng không Stinger của quân đội Ukraine bỏ lại và gửi chúng đến Iran, nơi Mỹ tin rằng Tehran sẽ cố gắng thiết kế ngược các hệ thống ở thời điểm hiện tại quan hệ kinh tế nga trung quốc ngày càng khăng khít cả hai bên đều mang lại cho đối phương thứ mà họ cần chiến dịch quân sự đặc biệt tại ukraine kéo dài kèm theo loạt đòn trừng phạt liên tiếp từ mỹ và phương tây đang đẩy moscow ngày càng gần hơn đến bắc kinh thậm chí là phụ thuộc trên một phương diện nào đó khi hai nền kinh tế lớn một ở đông á một ở phía bắc lục địa á âu ngày càng trở nên gắn kết hơn cả về tài chính và thương mại trong bối cảnh Nga bị cô lập vì các biện pháp hạn chế chưa từng có trong lịch sử, Moscow dự báo kim ngạch thương mại với Trung Quốc sẽ đạt kỷ lục mới 200 tỷ USD vào năm nay. Bên cạnh đó, nhiều số liệu thống kê khác cho thấy Nga sẽ xuất khẩu khoảng 26% hàng hóa sản xuất trong nước sang Trung Quốc. Con số này gấp đôi so với giai đoạn trước chiến tranh ở Ukraine. Chuyên gia Richard Connolly từ Viện Các Quân Chủng Thống Nhất Hoàng gia Anh nhận định, mối quan hệ Nga-Trung Quốc mang lại lợi ích cho cả hai bên. Trong đó, Trung Quốc. Trong đó Trung Quốc hưởng lợi lớn khi đẩy mạnh nhập khẩu hàng hóa từ Nga với mức giá giảm sâu, đặc biệt là dầu thô, khí đốt tự nhiên, than đá và kim loại quý. Song song với đó, các nước này cũng xuất khẩu nhiều hàng hóa sang Nga, mang lại lợi ích kép là thúc đẩy GDP và tạo thêm nhiều việc làm trong khi đó nga đang tận dụng mối quan hệ đối tác với trung quốc để vượt qua lớp rào cản do biện pháp trừng phạt của phương tây và có nguồn thu cho nền kinh tế cũng như nguồn tài chính để tiếp tục triển khai chiến dịch quân sự đặc biệt tại ukraine đóng vai trò trung gian trong mối quan hệ ngày càng mật thiết đó theo các nhà phân tích của viện lowy australia các dữ liệu thương mại đang cho thấy nhập khẩu của trung á từ trung quốc tăng mạnh do khu vực này đang dần hội nhập vào trục kinh tế bắc kinh moscow Mặc dù Trung Á gần như không lọt vào top 25 đối tác thương mại lớn nhất của Trung Quốc tính theo giá trị, nhưng đây vẫn là một đối tác kinh tế và chiến lược quan trọng đối với Bắc Kinh. Nếu Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan và Uzbekistan là một nền kinh tế duy nhất, thực thể đó chỉ chiếm khoảng 70 tỷ USD trong thương mại hàng hóa, ngang bằng với tổng thương mại hàng hóa của Trung Quốc với Chile, nhưng thấp hơn thương mại với các nước như Thái Lan, Mexico và Philippines nhưng quan trọng là trung á ngày càng trở thành điểm trung chuyển cho thương mại trung nga hiện có những báo cáo mới về những nguồn cung cấp được chuyển đến nga thông qua khu vực này điều đó không chỉ vì xuất khẩu khí đốt tự nhiên quan trọng của trung á sang trung quốc các quốc gia trung á và belarus đang đóng vai trò là điểm trung chuyển cho thương mại trung nga vì vậy trong khi xuất khẩu hàng hóa chính thức của trung quốc sang trung á tăng mạnh trong năm ngoái nhiều lô hàng trong số này thực tế đã nhanh chóng được tái xuất sang nga nếu không có nhập khẩu, các nhà hoạch định chính sách kinh tế của Nga sẽ không chỉ đối mặt với tình trạng thiếu hàng hóa và dẫn đến lạm phát mà còn phải thực hiện những đánh đổi khó khăn giữa súng và bơ đối với các sản phẩm sản xuất. Ví dụ, nhập khẩu một số sản phẩm công nghiệp có thể cho phép Điện Kremlin tái sử dụng các dây chuyền sản xuất hàng hóa quân sự, chẳng hạn như xe tăng hoặc xe bọc thép thương mại với Trung Á dường như đã cho phép Bắc Kinh gián tiếp hỗ trợ điện Kremlin vì một số lượng đáng kể hàng xuất khẩu của Trung Quốc sang Trung Á có thể đã được tái xuất sang Nga. Theo thống kê thương mại chính thức của Trung Quốc, xuất khẩu hàng hóa từ đầu năm đến nay của Trung Quốc sang Trung Á ở mức 16,6 tỷ USD, cao hơn so với cùng kỳ năm 2021 và 2022 lần lượt là 140% và 62% xuất khẩu quan trọng nhất của Trung Quốc sang khu vực từ viễn cảnh của cuộc xung đột Ukraine có thể là các lô hàng phương tiện và các lô hàng phụ tùng. Trung Quốc rõ ràng là chủ thể quyền lực nhất ở Trung Á và ngày càng sẵn sàng khẳng định vai trò lãnh đạo. Tuy nhiên, bất chấp sự lo lắng của Moscow đối với dấu ấn an ninh và kinh tế của Bắc Kinh ở khu vực Trung Á ngày càng tăng, cả Nga và Trung Quốc vẫn tiếp tục chia sẻ những lợi ích chung trong khu vực. Cả hai quốc gia coi trọng mối quan hệ song phương rộng lớn hơn là những lợi ích riêng biệt và hạn chế của họ ở Trung Á. Mặc dù về dài hạn, các nguồn tài nguyên của Trung Á có thể gây ra căng thẳng giữa hai quốc gia, nhưng điều đó không xảy ra ngay bây giờ. Trung Á hiện vẫn là huyết mạch nối giữa Moscow và Bắc Kinh, chứ không phải là yếu tố gây chia rẽ Nga-Trung. Đến đây 10 phút của bản tin cũng đã kết thúc. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi những thông tin từ chúng tôi chúng tôi rất mong nhận được sự quan tâm đóng góp của quý vị thông qua phần bình luận ở phía dưới mỗi video cảm ơn quý vị xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại